Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, hiện nay, ngụy sử và những kẻ cổ suý bảo vệ cho ngụy sử đang sử dụng chiêu trò cáo mượn oai hùng, lấy biên bản cuộc họp, tiếm danh kết luận của Ban Tuyên giáo Trung ương để lừa mị, quy kết quần chúng, chống lại chủ trương, đường lối của Đảng. Hành động này của những kẻ xấu là việc làm lập lờ đánh lận con đen, tiếm danh Ban Tuyên giáo Trung ương nhằm xuyên tạc, mạo danh văn bản và quy chụp cho quần chúng nhân dân chống lại chủ trương đường lối của Đảng để dễ bề trấn áp, vô hiệu hóa phong trào quần chúng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đời sống xã hội. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết về biên bản của Hội đồng Thẩm định Bộ Sử 15 tập có yếu tố xét lại lịch sử của Nguyễn Trọng Nghĩa. Hơn 2 năm trước đây, việc đấu tranh với bộ sử 15 tập của Viện Sử học bắt đầu gay gắt. Cá nhân tôi cũng rất bức xúc về một số nội dung bị sửa trong bộ sử được báo chí đăng tải theo tuyên bố của tác giả bộ sử. Tôi từng bức xúc nếu Bộ Chính trị cũng chấp nhận bỏ đi từ ngụy đối với thân phận ngụy quân ngụy quyền Sài Gòn thì tôi sẽ chống lại Bộ Chính trị. Tại sao tôi nói thế? Vì nếu bỏ từ ngụy cho thân phận của Việt Nam Cộng Hòa để thay vào đó cách gọi là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thì 1. Cuộc chiến tranh chống xâm lược Mỹ và bè lũ tay sai sẽ trở thành cuộc chiến tranh xâm lược của miền Bắc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đối với chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. 2. Và Mỹ từ thân phận quân xâm lược lại trở thành đồng minh của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. 3. Cuộc chiến tranh chính nghĩa giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước trở nên phi nghĩa là đi xâm lược miền Nam với minh chứng rõ ràng là ta thừa nhận Việt Nam Cộng Hòa là chính quyền chính danh. Đây là vấn đề không phải lúc này mới bắt đầu mà là ngay từ những năm 1956 khi cuộc chiến tranh chính nghĩa do những người Cộng sản phát động thì Việt Nam Cộng Hòa đã tuyên truyền như thế với mong muốn như thế. Lúc ấy, chúng ta tuyên truyền về tính chính nghĩa của mình là chúng ta đi giải phóng miền Nam khỏi quân xâm lược Mỹ để thống nhất đất nước. Nhưng giờ ta biết sử thì lại chấp nhận Mỹ là đồng minh của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Sao nghe giống như là bộ sử này không phải của những người Cộng sản, phía chính nghĩa của cuộc chiến tranh chống xâm lược Mỹ, mà là cuốn sử của tàn dư Việt Nam Cộng Hòa đang tuyên truyền tố cáo Cộng sản miền Bắc xâm lược miền Nam vậy. Ngay sau khi tôi cùng nhiều người phản đối quan điểm này của số tác giả bộ sử, thì Ban Tuyên giáo Trung ương thành lập Hội đồng Thẩm định lại bộ sử này và kết quả là họ chấp nhận theo quan điểm của số tác giả bộ sử. Biên bản họp Hội đồng Thẩm định được nhiều kẻ cổ suý cho sự trở lại của Việt Nam Cộng Hòa tung lên mạng xã hội rất khí hửng. Họ cho rằng chúng tôi đã thất bại trong việc phản đối bỏ thân phận ngụy cho Việt Nam Cộng Hòa trong bộ sử của Viện Sử học. Dĩ nhiên, chúng tôi tiếp tục phản đối. Một số kẻ cổ suý cho sự trở lại của Việt Nam Cộng Hòa đã lợi dụng kết quả thẩm định của Hội đồng Thẩm định Bộ Sử do Ban Tuyên giáo Trung ương thành lập, biên bản thẩm định để dè biểu, xúc phạm nhiều người, phản đối quan điểm sai trái của nhóm tác giả bộ sử. Nhưng sự thật là 1. Biên bản thẩm định mà họ vin vào và gán ghép là của Ban Tuyên giáo Trung ương chính là một sự xuyên tạc. Thực chất, đây là biên bản thẩm định của Hội đồng Thẩm định Bộ Sử do Ban Tuyên giáo Trung ương thành lập. Biên bản này chỉ dừng lại ở việc báo cáo cho Ban Tuyên giáo Trung ương, chứ đâu không phải là kết luận của Ban Tuyên giáo Trung ương. 2. Kể từ khi Hội đồng Thẩm định Bộ Sử kết luận, lập biên bản thẩm định báo cáo cho Ban Tuyên giáo Trung ương, thì đến nay, Ban Tuyên giáo Trung ương chưa có bất kỳ ý kiến nào về vấn đề này. Nhưng chúng đã xuyên tạc biên bản của Hội đồng Thẩm định Bộ Sử là quan điểm, là kết luận của Ban Tuyên giáo Trung ương nên là quan điểm của Đảng, rồi quy kết ai chống lại bộ sử là chống Ban Tuyên giáo Trung ương, là chống Đảng. Có thể thấy rằng tiến trình xét lại lịch sử của các thế lực phản động thù địch với chế độ đang diễn ra quyết liệt trên mọi phương diện lĩnh vực, sửa sử để thay đổi thân phận nhơ nhuốc thành ra chính nghĩa, hòng lật đổ chế độ đang là chiêu trò hiệu quả lấy cảm hứng từ cuộc lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô. Nếu không cẩn trọng, không nhìn xa, chúng ta sẽ mất tất cả.